mình cảm thấy người đây chỉ cần đi xe chứ rất nhanh mà chỉ cảm thấy mình là dê nướng quán lẩu dê 404 đúng không? Tất cả mọi đồ đều than đều ngon. Quá tươi luôn. Lẩu dê đây rất là nhiều món. Và hai miếng này có trọng lượng mỗi miếng là 1 lạng. Mỗi lạng ở đây bán là 60.000. 60.000, đây là chưa có công chế biến này kia. Nó đòi hỏi sự tôn trọng của bạn có từng lái xe ở đây bao nhiêu lần. Nó là vòng đua bạn cũng muốn được vào mặt. Nó luôn khiến bạn phải tỉnh táo. Khi mà nó xe lại, mình sẽ cắt. Đúng, mình bỏ mấy cái miếng đậu bắp ấy, mình cho nó giảm cũng vậy cũng được, không cần phải cho nó lên bên trên nữa. Mình cứ cắt cho nó cũng vậy, để bỏ ra vậy đấy, mà chút nữa mình đưa lên trên mình. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Chúng tôi còn hai vòng vừa nữa. Chỉ cần kết quả ra sao. Nắm cắt được ham. Chẳng có một người trên thế giới sẽ hiểu về nó. Quá ngon luôn. Uyên là điểm đến của chặng đua Phần Lan. Một vòng đua thực sự khó khăn. Có quá những khúc cua mù, cú nhảy, tốc độ nhảy cao. Đó là vòng đua mà bạn sợ nhất. A lot of jumps and very high speed. So it's the one where you are the most afraid of. It's just that easy. Chúng ta thường dùng cụm từ giống như cầu lượn đúng không? Cảm giác giống như thế trong một buổi to thế. Cho anh xin chén muối tiêu chanh được không? Cảm ơn em. Đây gọi là mắm nêm trên để chấm với lại chấm dê đấy. Chúng ta chấm dê. Cảm ơn em. Một chuyến tay lái tượng trưng của Phần Lan bao gồm cả vòng đua Uyên Phuya đáng sợ trên quý vị. Cái này mình bỏ xuống về tập về nó ra qua 16 của tôi nhảy sau để hết sức và phải rửa để đóng to ấy. Để cuối cùng lúc chỉ tinh hoa cho nó trước được trong nét đang chạy với tốc độ cao mà còn phải đủ đoạn trước những chuyến lại trên đường. Cắt nhỏ đó mình cứ bỏ nó xuống dưới vệ ấy. Nếu bỏ trên là nó cháy ấy, tại vì giờ rửa trước này đang lên to. Chạy cái to vệ rồi cần ăn thì mình đưa mình đẩy lên bên trên một cái sau cái là nó chín ngay. À, dê ăn tái tái cũng được. Bắt đầu tôi khá là ngồi cũng bước vào vòng này. Nó như kiểu bạn cần tìm một cảm giác mới và cảm giác rằng mọi chuyện bắt đầu. Là các em phục vụ đến. Tôi nhớ rõ buổi sáng hôm đó chúng tôi dẫn chiếc 18 cm cherry. Mấy ngày này chắc chắn sẽ không còn được. Nếu rất thích sức mình, đã rồi cái chai này tới 30 giây. Tôi bắt đầu sự ổn định. I knew Yara was going to want to let you. You know, I give it everything. I can't wait to make that. Tôi chuyên môn lạc. Cảm ơn em. Thank you.
Bấm từ chấm nước ấy của nó đi. Mắm tôm. Mắm tôm à? Ngon không? Không phải tương. Em muốn mắm tôm. Rồi, rồi. Có mắm tôm hoặc là muối đưa chanh nhé. Có cái vị đúng đậm chất của dê luôn đấy.